Chào các bạn đang theo dõi kênh Nhật XP nhé. Hôm nay em review lên kênh của em một chiếc biến áp cách ly 2kVA. Chiếc này thì chúng ta có thể vừa gọi là đồ chơi và vừa là đồ trang trí cho hệ thống âm thanh nghe nhạc hoặc là karaoke ở nhà chúng ta. Chiếc này với công suất là 2kVA là phù hợp cho các loại dàn âm thanh nhé, từ dàn âm thanh lớn lớn đến dàn âm thanh vừa vừa chúng ta đều có thể là dùng được cả. Và trước khi vào nội dung chính của video này, em sẽ quay tổng thể bên ngoài rồi quay nội thất của máy này. Em nó có một cái máy mở lắp ra này thì em xin giới thiệu qua nhá. Em thì ở tổ 6 Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang. Số điện thoại của em là 0975290902. Thì bác nào ở gần thì cứ qua trực tiếp em xem máy nhá, rồi mua máy nhá. Còn bác nào ở xa mà có người nhà gần đây hoặc có bạn bè gần đây thì có thể bảo bạn bè qua đây xem hộ. Còn bác nào không có người bạn bè mà xa quá, không có bạn bè gần đây thì các bác cứ, em sẽ ship code cho các bác đến tận nơi, các bác được nhận hàng rồi được ghim điện kiểm tra ngon lành. Nói chung là máy im phắc, im du, im phắc là thì mơ phải thanh toán tiền shipper nhá. Máy này mà cắm điện vào mà nếu các bác mà không nhìn đồng hồ này chẳng biết là máy đã vào điện chưa các bác. Và em xin giới thiệu nữa là cái máy này là máy hàng mới bác nhá, mới 100%, mới từ ngoài và trong, có nghĩa là từ cái lõi này, từ cái nõi xuyến này đến các thứ đều mới, bởi vì máy này là máy sản xuất bởi công ty, hàng chính hãng công ty, bảo hành 3 năm cho các bác, bảo hành 3 năm cho các bác. Và nữa là cái máy này là hàng công ty nên các bác yên tâm nhá, tất cả là nó sản xuất ra là trên dây chuyền và đồng bộ các chi tiết là 10 máy đều giống nhau. Và khi mà bán ra thị trường là người ta đã có những chuyên gia thẩm định và chất lượng về âm thanh rồi, người ta đã đo kiểm các thứ rồi, từ máy đo nhiễu đến máy đo dòng rồi các thứ, rồi là kiểm tra chất lượng ok con này thì ra bán ra thị trường các bác nhé. Nên là các bác mua hàng công ty thì các bác yên tâm này, là chất lượng nó đồng đều, cũng không không phải là không phải là ăn may đâu, không phải là cái tốt cái không hay gì cả, chất lượng đồng đều và chất lượng đã được kiểm duyệt, nên là mình dùng hàng mà công ty nó bao giờ mình sẽ cảm giác nó có độ yên tâm hơn. Còn chúng ta mà mua của ai đó và tự lắp ráp hoặc chúng ta tự lắp, nói chung là mua của ai đó tự lắp ráp thì nó chẳng, chúng ta chưa không không thể chắc chắn được, có nghĩa là có cái thì nó tốt thật, người ta mua được cái loại tốt hoặc là mua được cái những đồ tốt thì nó tốt, nhưng mà có những cái thì nó không tốt thì chúng ta chẳng biết được, bởi vì là cái chất lượng nó không được đồng đều, nó không được thống nhất. Nên là chúng ta cứ mua, cứ mới mà chúng ta mua, cứ mới mà mua, cứ mới mà chơi, bảo hành 3 năm chúng ta yên tâm, mà chúng ta lại được nhận hàng được ghim điện, được nghe thử, được cắm điện thử thì chúng ta lại càng yên tâm. Bảo hành 3 năm các bác yên tâm nhé. Đây bây giờ em sẽ vào nội dung chính của video này. Đây, trước khi review nội thất em sẽ quay một chút bên ngoài này. Máy bên ngoài thiết kế rất là đơn giản nhưng mà lại nó lại thanh lịch, nói chung là nó lại sang trọng, bởi vì chúng ta không cần. Và cái máy này chúng ta có thể, bởi vì cái size của nó này, cái chiều dài của nó này, nó là 42 thì đúng đúng bằng những cái thiết bị điện âm thanh nhà chúng ta, chẳng hạn bằng cái bộ vang này, bằng cái mic này, bằng cái đẩy hoặc bằng cái âm ni các thứ đấy, nên chúng ta có thể kê vào thì nó sẽ đồng nhất các bạn nhé, các bác nhé, nó sẽ đồng nhất với dàn âm thanh chúng ta. Nó sẽ nên hồi nãy đầu video mới nói là nó vừa là đồ chơi mà vừa là đồ trang trí, chúng ta mà kê cái này vào thì cái sấp âm thanh chúng ta nhìn trông nó hoành tráng hơn và trông nó đẹp hơn nhiều. Ai vào chơi, nếu mà bạn nào người nào biết rồi thì không sao, người nào không biết thì lại người ta hỏi ô lên cái gì đấy, thì chúng ta lại có cái câu chuyện để nói, có cái câu chuyện có cái để khoe vào đấy, có cái để khoe mà nó lại nhìn cứ tôn lên cái vẻ đẹp của bộ dàn âm thanh chúng ta đấy. Ngoài cái chất lượng, ngoài nó cho cái dòng nguồn điện chất lượng để âm thanh chúng ta hay hơn thì nó lại còn tôn lên cái vẻ đẹp của hệ thống âm thanh nhà chúng ta. Chứ còn nếu chúng ta mua những cái hình hộp chữ nhật hoặc là những cái hình dạng khác thì chúng ta kê vào nó không thể ăn khớp được, chúng ta phải để sang bên cạnh hoặc chúng ta để sau thì nó cũng hơi lãng phí mà nó không được đẹp lắm. Còn có cái này chúng ta vừa là đồ trang trí mà vừa lại chất lượng thì ok, chất lượng điện ra thì hay. Tí giờ em sẽ đo nhiễu cho các bác nhé. Các bác mà dùng thẳng mà chưa biết đến cái máy này thì chúng ta mới thấy là khi chúng ta có máy này vào chúng ta mới biết được cái sự khác biệt của nó rất là chi là lớn. Khác biệt của nó là cái chất lượng điện nó không bị nhiễu, không không bị gây nhiễu bởi các thiết bị máy móc khác, chẳng hạn như trên đường trục đường nhà chúng ta lại có cái nhà nào nó có cơ khí, xưởng cơ khí hoặc là
xưởng hàn cắt hoặc là cái những cái máy móc gì đấy, máy nâng khí, máy hơi, máy ủ, có thứ nó chạy đấy, nó sẽ gây ra cái sự nhiễu động dòng điện nó rất là lớn. Ở trong âm thanh chúng ta cứ bị nó lố xẹt xẹt xì hay gì đấy là nó do bởi vì cái nguồn điện đấy. Thậm chí là ngày xưa là chúng ta còn thấy tivi nó còn bị chớp theo, là bị kẻ theo những cái lúc mà người ta sập máy, người ta đóng máy. Còn có cái này thì chúng ta yên tâm ngon lành nhá. Thế đây bên ngoài của máy đây, quay cái đồng hồ đây, có cái CP là cái áp của máy này đấy, áp nó đóng ngắt và bảo vệ quá tải. Đây điện nhà em bây giờ đang là 230 mấy, 231 V này. Đây cái watt này, watt nó cũng chỉ có điện rất khỏe nhá, mà watt nó chỉ có 6,5 watt thôi, cái máy cực kỳ nó nhẹ điện đấy. Còn cái dây này là cái này là kilowatt trên giờ, có nghĩa là cái này là kiểu như là một tháng chúng ta bao nhiêu số điện nó cũng tích cóp vào đây các bác nhé. Đấy, tần số là 10 Hz rồi các thứ này, đầy đủ tần số mà mỗi số nó một màu, nhìn trông rất chi là đẹp đấy. Đây là phiên bản mới nhá, còn phiên bản ngày xưa thì nó đồng hồ này nó chỉ đơn giản là nó có một cái số thôi, nó hiển thị độc độc vôn thôi. Thì cái phiên bản đấy là ngày trước là phiên bản ngày trước, bây giờ bản nâng cấp nó nhiều số đồ, nhiều màu gì đẹp hơn, đưa thương hiệu đấy, thương hiệu người ta in cũng rất chi là tinh xảo này đấy. Thậm chí là cái thương hiệu này chúng ta nhìn nghiêng ở góc độ khác nó lại màu khác, nó không phải màu khác mà có nghĩa là nó lại mờ hơn, nhìn rõ lại nó ánh hơn đấy. Đây là một mặt nhôm được phủ anode nguyên khối nhá, nên là bền màu theo thời gian, chúng ta không bao giờ lo về nhôm, không bao giờ lo bị ố hay ám hay xuống màu cả. Còn cái này là mặt tôn nhá, tôn chất lượng cao và đã được phủ sơn tĩnh điện rồi. Sơn tĩnh điện thì chúng ta cứ kê trong bộ giám thanh, chúng ta kê ở những giám thanh của chúng ta thì nó khô ráo rồi, thì chúng ta yên tâm là cái này cũng bền theo thời gian nhá. Bởi ra mà cái đây là mặt trên này, màu đen này rất là sạch sẽ, quan trọng cái mặt trước này, chúng ta nhìn lúc nào nó sáng sủa này, bởi vì nếu chúng ta chịu khó lau đi thì nó cũng lúc nào nó như mới và rất là cứng vững nhá. Các bác nhận hàng thậm chí các bác cứ đứng lên, nếu mà lún mà méo thì các bác có thể dán lại đấy, em cam kết các bác là cứng vững chắc chắn. Đây đằng sau máy là đây có cái nguồn nguồn của máy này, cái máy này máy 2kVA các bác nhá. Đây điện ra có 100 này, 120 và 220 tem quy giờ này. Đây, hàng công ty có tem quy giờ và có mã có lớp phủ tem cào để chúng ta kích hoạt bằng điện tử rồi. Còn chúng ta không kích hoạt thì máy này cũng có những cái số máy rồi nhá, số máy rồi tem chủ công ty người ta vẫn căn cứ để bảo hành cho nên yên tâm. Còn rắc nguồn các bác nhá, đây đủ cường đường điện ăn chơi, từ điện của Nhật, của Mỹ rồi điện của Việt Nam. Phiếu bảo hành hàng công ty có số chuyện các thứ đàng hoàng, bạn có cam kết bảo hành các thứ nhá. Đấy. Còn bên trong máy đây, giờ mình sẽ quay trực tiếp vào bên trong. Bên trong là loại xuyến các bác nhá. Loại xuyến là bao giờ nó đạt cái hiệu suất ra rất là tốt và rất chi là im. Mặc dù là những cái máy loại xuyến này là chúng ta nhìn này. Đấy, rất chi là đẹp, người ta quấn bằng những cái máy tự động ra rất chi là đều và rất chi là im, đặc biệt rất chi là im. Đấy. Đây bên trong máy đây là nguồn vào này, đây là mạch khởi động mềm này. Đấy. Mạch khởi động mềm của nước ngoài các bác nhé, hàng nhập khẩu ấy. Là khi chúng ta cấp điện, đóng điện vào là nó sẽ điện nó không vào đột ngột để ăn CP chúng ta đỡ bị nhảy, mà nó sẽ cấp một nguồn điện rất nhỏ thôi, ampere, một cái dòng nguồn điện rất nhỏ vào cái này, xong sau đó nó mới có cho một dòng điện chính vào để đỡ sốc điện. Khởi động mềm rồi là mạch lọc nguồn này, mạch lọc nguồn này là để cho mỗi đường điện ra nhá, chẳng hạn ba đường này là mỗi đường điện nó có một mạch lọc riêng biệt khác nhau, đường điện nào cũng có mạch lọc nha, rất là sạch sẽ. Thì em đo cho các bác này. Đây mắt thì mắt lọc đa tầng, đây rất nhiều mắt lọc đa tầng. Mạch thì mạch Eton này, Eton là của Đức nhé, các bác có thể là tìm hiểu Eton của Đức. Các thứ là đều đã được hàn nối rất chi là chắc chắn. Đây dây tiếp địa các thứ đầy đủ rồi là đây các bác nhá, khi nắp vào thì rất chi là chắc chắn đấy. Đấy, mặt đồng hồ thứ đằng trước thì vẫn như thế, đây các bác nhìn kỹ cho. Đấy. Đây bây giờ em sẽ đây em tắt điện cho các bác nhìn, các bác biết được khởi động mềm như thế nào nhá. Đây bây giờ em bật lên cho các bác nhá. Khi mình bật lên cái là nó sẽ có dòng điện nhỏ vào trước này, thì cái này nó sẽ mờ mờ này, cái kẻ này, bởi vì nó không hiển thị số được. Khi mà có cạch cái điện chính nó vào thì nó đồng hồ nó mới hiện số này. Đấy các bác đấy chưa? Đấy. Đấy, một lúc nó đồng hồ điện ra nó mới báo này. Đấy. Đây bây giờ em lấy cái máy đo nhiễu đo cho các bác xem nhá. Đấy, máy đo nhiễu này.
Đây em rút cái máy em ra đã. Cái phím chắc quá. Đấy. Phím chắc quá. Đây, em cắm điện vào nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất chi là ồn. Gọi là 118 dB nhá, hơn 100 dB này. Máy rất chi là ồn đấy. Nhà chúng ta mà không có cái máy đo nhiễu này thì chúng ta mà dùng trực tiếp mà chúng ta không biết thì chúng ta mới biết được cái nguồn điện của chúng ta nó bị nhiễu như thế nào. Đấy, nếu mà các bác dàn dùng dàn âm thanh rồi có đắt tiền hay đến đâu mà chúng ta dùng thẳng không qua cái máy này thì chất lượng nó ra nó không thể được xuất sắc nhất, không thể không được đỉnh nhất các bác nhé. Đấy, ổn rất nên rồi. Những cái nhà nào mà nhất là trên trục đường điện nhà chúng ta lại có những cái xưởng cơ khí nhá, xưởng cắt, xưởng hàn này, hoặc là nhà sửa xe biết nó có máy hơi máy nổ thứ đấy, nó gây nhiễu rất chi là nhiều cho đường điện nhà chúng ta nhé. Đấy, ngày xưa tivi thậm chí chúng ta còn mỗi lần người ta sập cái máy gì đấy, máy cưa máy bào hoặc máy gì tivi nhà chúng ta có bị nhằng nhằng nhễu nhễu theo đấy, bởi vì nó bị ảnh hưởng nhá. Còn chúng ta có máy này chúng ta yên tâm. Đây, bây giờ em rút ra để em cắm vào cái máy này nhá. Đây, em lại cắm điện lại cái máy này này. Khi mà qua điện qua cái máy cách ly này thì nó sạch như thế nào các bác nhá. Đây. Đấy. Coi chưa? Im phắc luôn, không có một tiếng nhỏ nhỏ là 0,0 luôn này. Từ 117 xuống có 0,0. Lúc nãy em đo thử rồi, thỉnh thoảng nó lên 0,1, rất lâu lên 0,1 rồi đấy. Không, thế là im phắc là chất lượng điện nó được lọc sạch rồi thì chất lượng âm thanh chúng ta nó được xuất sắc các bác nhá. Đây, em lấy cái bút điện em đo cho các bác này, rồi em thử luôn cả chống giật bởi vì cách ly mà. Đây, bút điện đỏ nha các bác nhá. Để em cắm bệ thế này. Bút điện đỏ các bác nhá. Đấy. Đây, em lấy cái này, em chọc vào đây. Đấy. Chân đang chân đất nhá. Đó. Thoải mái không gì cả. Đây, em đo lên các bác nhìn này. Đấy, bút điện đỏ này. Thế chúng ta mới thấy là âm thanh này. Vừa là âm thanh chất lượng hay mà vừa là cái. Đây, em cắm lại được. Vừa là chất lượng thanh ngon mà vừa lại chống bị điện giật. Chúng ta có sờ vào những cái máy móc bỏ cái này dưới này. Chúng ta có sờ vào những cái máy móc mà nó bị những cái âm lưu thì chúng ta cứ bị tê tê mất mát ở tay đấy, thì chúng ta có cái máy này thì nó không bị được các bác nhá. Đấy. Để em quay lại. Ok. Các bác nhìn đây, sườn máy này, đằng sau máy này. Cho các bác nhìn tổng thể lần nữa. Đấy, các bác con rồi ok, ở video này hôm nay em đã quay cả ngoài cả trong rồi, đo nhiễu rồi các thứ rồi các bác nhé. Các bác còn câu hỏi thắc mắc nữa thì cứ để lại bình luận bên dưới hoặc là gọi cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em để hỏi. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Các bác thấy hay thì nhớ ấn like video, chia sẻ video cho bạn bè mình biết đến nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Đấy. À, em còn có những cái máy lắp cho tổng gia đình nữa này, máy 5, 7, 10, 15, 20, 30 cái thứ này. À, cái máy này là em báo luôn là máy 2kVA 5 triệu bao ship các bác nhé. Phiên bản mới là 5 triệu bao ship, ship code toàn quốc các bạn. Các bác ở đâu em ship được, kể các bác ở Côn Đảo cũng đã ship ra rồi đấy. Rồi chào các bác nhé.